Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ tiếp tục về cái phần GUI. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn upload file bằng GUI rồi. Thì ở clip này mình sẽ đi liệt kê ha. Thì mình sẽ vào bài như sau, các bạn liệt kê, đọc ha và download gì đó. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê list document ở trong cái GUI của mình đã up lên. À, rồi bây giờ mình thử liệt kê những cái gì mình đã up lên ở đây ha. Thì các bạn dùng cho mình cái phương thức là list document. À, các bạn mở lại cho mình cái web ha. Thì trong cái web này các bạn thêm cho mình list document rồi list document ha. Rồi sau đó là mình sẽ liệt kê ra. Thì các bạn cho mình là đi vào cái gì, vào cái thư mục chính, thư mục gốc ha. Thư mục gốc các bạn cho mình là cái biến này có lấy file trong các thư mục con hay không, thì các bạn trả lời là false ha, thêm một con hay không. Thì thực chất ra là cái này ở đây mình đã khai báo là gì, mình đã khai báo cái folder ID ở trong cái gì, ở trong cái folder là document. Mình khai báo là cái folder ID là folder document này làm gì, làm cái nơi chứa chính ha. Thì có nghĩa nó sẽ liệt kê mọi thứ ở trong cái gì, trong cái folder document này, chứ không phải là nó liệt kê mọi thứ ở cái gì, drive của tôi ha. Đó, thì nếu như các bạn muốn liệt kê mọi thứ ở Drive của tôi á, thì các bạn không có khai báo là gì, Google Drive Folder ID ha. Đó, rồi bây giờ nè, có lấy file trong thư mục không, con hay không à? Thư mục gốc nè, đó. Content bằng gì các bạn? Collect, collect có nghĩa là collection ha. Mọi thứ nó chuyển về file JSON hết, ha. Storage là cloud nè. Đó, sau đó các bạn suy ra list content, có nghĩa là dịch, có nghĩa là liệt kê mọi thứ, ha, liệt kê mọi thứ. Rồi, đi nè. Đó là cái gì, thư mục chính và gì? Cái biến là read concept này các bạn cho vào đây ha. Đó, cái list content này mặc định đó, nó sẽ chỉ định hai thứ, đó là gì? Đó là đường dẫn thư mục ha, đường dẫn thư mục và gì? Và liệt kê thư mục con hay không. Ha, sau đó các bạn trả về là return là content. Rồi, bây giờ là mình có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, 10. Rồi bây giờ mình thử chạy cái list document này ha. Đó. Thì khi nó quét ra là mình có 10 cái ha. Tất cả nó chuyển về file JSON các bạn. Là name nè, loại là file nè, đường dẫn nè. Thì thực chất ra cái path này nè các bạn. Là các bạn phải chú ý cái path này ha. Cái path này dù cho các bạn có up cái file nào nó cùng tên ha, nó trùng, thì cái path này nó vẫn là random, ngẫu nhiên ra một cái chuỗi khác biệt ha. Đó, name file nè, đuôi mở rộng nè, đó, meme type nè là kiểu gì, kiểu hình ảnh ha. Thì các bạn có thể là tham khảo ở đây kiểu hình ảnh, kiểu video MP4 nè, đó, kiểu file PDF nè, đó ha, nó liệt kê tất cả mọi thứ ở đây cho mình. Rồi ví dụ như bây giờ nha, các bạn vào lại cái file envelope đi, các bạn bỏ cái Google Drive folder ID đi, thì các bạn sẽ xem là nó liệt kê nè. Bây giờ mình chạy lại ha, mình vừa mới bỏ cái folder ID đi, bây giờ mình sẽ chạy lại nè. Đó thì các bạn sẽ thấy nó liệt kê có hai file thôi. Thì cái hai file này nó nằm ở cái drive của tôi nè các bạn. À, một file, một cái nè và một cái thư mục document. Đó. Nè. Document nè các bạn, file name document nè. Ha, dname của nó là gì? Dname của nó là trang chính ha các bạn, trang chủ nè. Ha, trang chủ. Đó. Thì các bạn sẽ thấy lại, ví dụ như là mình nhả lại cái folder drive folder ID nè. Đó thì các bạn sẽ thấy nè, mình refresh lại nè. Đó. Thì dname của nó là cũng trang chính luôn, nhưng mà trang chính của nó sẽ hiểu theo là gì? Hiểu theo trang chính của nó là ở trong cái gì? Folder ID. Mang cái folder ID này có nghĩa là cái folder ID document của mình. Ha, nó sẽ hiểu là những thứ trong đây. Đó. Rồi, thì bây giờ sau khi liệt kê xong các bạn tạo folder nè. Thì cái hàm tạo folder nè. Đó, thì các bạn ghi cho mình ha. Cloud Mac Directory document new, ví dụ như bây giờ mình tạo ra storage 1 đi. Storage 1 ha. Rồi tạo storage 1. Các bạn ở đây các bạn cho mình cái phương thức là read folder ha. Vào gì? Controller document mình ha. Đó, mọi thứ là phải có phương thức gửi qua hết. Ở đây tất cả đều get nha các bạn. Rồi, bây giờ mình thử là tạo folder xem. Đâu rồi, tạo folder nè. Đó, thì ở đây nó tạo ra một cái storage 1 nè.
Rồi bây giờ mình tạo ra ba cái file storage ha, storage 2. Mình chạy nè. Storage 2 ha. Đó. Bây giờ mình tạo ra thêm một cái storage nữa là nơi chứa thứ ba, storage 3 ha. Rồi. Đó, mình tạo ra ba. Thì các bạn muốn tạo bao nhiêu các bạn tạo ha. Thì các bạn có thể dùng vòng lặp để các bạn tạo bao nhiêu folder thì các bạn tạo ha. Cho chạy vòng lặp rồi bắt đầu cái việc là chạy tạo thôi ha. Tạo theo cái biến y. Đó. Rồi. Sau khi tạo folder rồi, bây giờ mình rename folder. Thì rename folder bằng cái đoạn code này các bạn. Ha, folder information thì collect storage cloud nè, list contents. Vào gì? Vào cái chính, có nghĩa là cái trong cái document này. Đây, document này. Thì for bằng type bằng dir. Name bằng document new ha, document new. Dir có nghĩa là gì các bạn? Dir có nghĩa là trang cái trang loại là loại để mình xem coi ha. List dir name bằng document new. Ở đây mình không có document new hả bạn? Không có document new. Thì mình sẽ rename cái document này thì bằng tên là gì bạn? Bằng tên là một cái tên khác nè. Nè, di chuyển nè, di chuyển đường dẫn tới đường dẫn đó ha, chọn cái gì? Chọn cái thư mục đó và bây giờ mình đổi tên thành là storage. Storage. Rồi. Ha. Bây giờ mình sẽ chạy nè. Rename folder ha. Thì ở đây đó của mình đổi thành storage nè các bạn ha. Rồi tiếp tục delete folder thì các bạn cho mình cái dòng code này, nó sẽ tìm ra là document new. Ở đây không có document new ha. Bây giờ mình sẽ xóa cái gì storage này đi. Rồi sau đó là delete ha, tới cái đường dẫn đó thì nó cũng giống như rename thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xóa delete folder. Đó, folder delete ha. Đó. Thì cái folder storage nó đã được xóa rồi. Đó, mình còn ba folder này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp là list delete, mấy cái này mình hướng dẫn bạn sau ha, download gì đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp là bây giờ lưu ở đây mình có ba cái ha, ba cái bây giờ mình muốn lưu vào trong mỗi cái này đi ha, mình muốn lưu cái file vào trong mỗi cái này. Đó. Thì mình làm bằng cách nào? Những cái file này là mình up trước kia ở document ha. Thì mặc định mình đã xóa document rồi nhưng mà những cái file này nó vẫn còn nha các bạn. Ha, nó chỉ xóa cái folder thôi. Ha, còn những file này á, mặc định bây giờ nó là của trang chính. Ha, đó. Thì bây giờ các bạn list lại nè, list document nè. Thì đó, nó chạy ra những cái file của cái trang chính ha các bạn. Storage của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lưu ha, lưu nhiều cái gì, lưu nhiều cái vào, lưu nhiều lưu theo nhiều folder ha, lưu theo nhiều folder. Rồi các bạn sẽ làm như sau, các bạn mở lại cái file config cho mình ha, bạn vào system. Ở đây các bạn sẽ gì, cho mình cái second. Ở đây mình có là một hai ba đúng không? Này là một, mình tính cho Google là một đi, cái này là thứ ba nè, first nè, thrust này, thrust này mình ghi đúng hay không ta? Hơi kệ đi, thrust đi ha. Rồi bây giờ nó sẽ là gì các bạn? Bây giờ mình vào lại cái file envelope nè, mình cũng copy y chang như cái thằng này luôn, right trên nè. Cái này nó sử dụng client sẽ được y chang nè ha. Cái này cũng y chang luôn. Bây giờ mình phải copy cái này. Thì mặc định bây giờ các bạn đổi cái storage lại ha, cái tại vì cái folder của mình, document mình xóa rồi. Bây giờ mình đổi lại cái folder này. Rồi, tiếp tục cái số 2 đúng không? Cái số 2 là folder này đi. Rồi. Đây. Ở đây mình đổi thành second nha các bạn. Second là cái lưu trữ thứ hai ha, cái nơi lưu trữ thứ hai rồi. Bây giờ mình tạo ra thêm một cái nữa gọi là cái lập cái lưu trữ số 3 là first đi. First. Rồi. First không add đi ha. Này mình không biết mình ghi đúng hay không ha.
Rồi, cả đi thrust. Nhưng mà nó là gì? Nó thuộc cái folder ID là storage bar. Đó. Thì cái này cũng dễ thôi, các bạn tư duy ra tí xíu là ra liền ha. Rồi, bây giờ mình có ba nơi lưu trữ. Đó. Thì trong cái ba nơi này, bây giờ mình thrust nó. Second này mình đổi thành thrust ha. Đó, mình phải khai báo như thế này. Rồi. Ok. Thì bây giờ mình có ba cái nơi lưu trữ ở trong gì? Trong cái URI này. Thì mặc định bây giờ mình sẽ sau khi báo xong rồi, bây giờ mình sẽ tạo thử ha. List bây giờ mình tạo thử cái file đi. Red document này. Bây giờ thay vì cloud là cái thằng thứ nhất. Đúng không? Mặc định bây giờ mình chọn cái second. Thì cái second bây giờ các bạn phải vào là this sau đó vào second Google ha. Thì bây giờ mình sẽ tạo nè this đây ha. Rồi sau đó là vào second mình sẽ tạo file này với cái gì story một đi story một. Rồi bây giờ mình ta chạy thử ha. Story time mới đúng chứ. Rồi, quay lại thử nè. À, document mình tạo mấy cái file, mấy cái folder này trong cái folder document. À, rồi ok, những cái file này coi như là vẫn còn ha. Rồi, story 1. Story 1 không thấy nè, story 2. Đó, story 2 nè. Story 1 là gì mấy bạn? Story 1 là mình coi như nó là hàng lao của Google đi ha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ là thrust thứ 3 đi. Đó. Các bạn chỉ việc là đánh cái nơi lưu trữ thôi, khai báo cái tên lưu trữ nó khác thôi ha. À, là ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho là số 3 đi. Rồi, cũng là create luôn document. Thrust Google ha, cái này các bạn không có thay đổi ha. Thrust. Bây giờ mình coi lại ha. Thrust Google ID. À, mình dư cái này mình dư nè các bạn. Đó, mình dư cái này. Xóa đi ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo lại ha. Đó, ok, bây giờ mình vào storage bar nè các bạn. Nội dung là gì? Nội dung là storage bar ha. Đó. À, thì bây giờ tiếp tục còn cái Google đầu tiên thì các bạn không cần phải khai báo là gì first nữa, thường là first ha. Thì ở đây Google mặc định nó là gì, nó là cloud rồi. Thì đây mình sẽ quay lại cái cloud đi. Rồi cloud mình ghi là storage một. Rồi bây giờ mình tạo mới ha. Đó. Rồi, thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về phần URI này ha.